này là mai rừng. Khó đi. Đây có một cái đường nè. Đây theo cái đường mòn. Nè. Đây, nó gió đi lên lên nè. Đây. Đẹp quá. Nè, đây cũng có cái dấu đó nè. Đó. Ok chưa? Thông báo với anh em là đường này rất là đã nha. Đây, tới đây mình sẽ cọc tiếp. Đây. Đường đẹp quá mọi người. Đường này rất là đẹp nha anh Hoàng, anh Hiếu. Còn rất là hoang nè. Có người đi nhưng mà ít. Họ đi họ cũng để ra cho mình dấu. Đây, đây có cái dấu xanh nè. Đấy. À, mới vừa đi cái gặp cái anh bồ cạp. Anh bồ cạp núi. Đây. Tiền thui một cục. Chùm này đầu dẹp đó mọi người. Đây. Cái đầu nó dẹp dẹp nha. Con chùm này nè. Nè đó, không, nó cái đầu nó dẹp dẹp nè. Đó. Đó, cái đầu nó dẹp dẹp đó. Đây là có cái dấu này nha. Đường lên cái đỉnh này cũng nói chung là báo với anh Hiếu là cái đoạn này anh Hiếu mà có đi là rất là khó khăn. À. À. Hôm nay thì cái dốc này không có sương mù. Cái view sân bay. View sân bay. View sân bay. Ôi. Wow. Ôi. Ngược nắng. Ôi. Giúp sương mù. Ừ, dòng ở đó coi. Trong đây muỗi nhiều lắm nha. Hả? Ừ, trong đây muỗi nhiều lắm. Xịt rồi mà không thấm tháp gì nó. Dòng ra. Dòng ra đây. Đó. Ôi, dòng bướm đẹp quá. Dòng ra khu này. Đúng đây rồi. Đóng toàn nè, tan. À, có con mẹ ốc nè. Mẹ treo toàn. Mẹ ốc mới treo toàn tan trên cái cây luôn. Cây ngổn á. Ờ giống như trái ớt vậy. Ừ. Ớt á, ớt rừng á. Bậy, không phải trái ớt đâu, ăn vô cho tèo á. Đó đi xuống.
cái cây này tự nhiên nó có cái chùm nó xíu đây, nó mọc già xíu đây. Đây, đẹp quá ha. Này nó giống như cây cát lội hay quá, giống như tóc luôn mọi người, trời. Nó như là trái khế nhưng mà nó giống như cây gỗ. À, cái khế đó chồng. Phải đâu? Cái khế đó, cái khế quá khạch đó. Khế vậy. Giống như trái khế chứ mà không biết cây gì, trái gì, quá thạch. Nãy nhiều khi là mình đi vô á, giờ mình không để ý á, giờ mình đi ra nè, có dấu nè, bây giờ mình chui qua đây, chui qua đây có thêm một cây nữa. Ê, đây, ôi, không biết là nấm gì nha. Đây, ô mọi người coi nè, ô trời bên đây còn quá trời này vậy. Nè, đây nè, coi nè, kìa. Ô đẹp quá chồng, ừ. Đẹp xuất sắc luôn á. Ừ. Đây, đó, một cây nấm nè, quá trời đẹp. Nguyên cái đàn kiến nó dọn nhà nè. Đấy, đi cái gặp nguyên cái đàn kiến nó dọn nhà nè mọi người. Đó, cái tụi mưa tới rồi đó. Này, nó mới lấy măng xong. Vậy nếu mà tính ra đi đường này nó lan dốc hơn đúng không? Ừ. À, đường nào có gì màu đỏ mình đi. Cái đi theo dây là mấy nơi à? Dạ. Yeah. Có một cái cây nó gãy, nó nằm ngoắt ngoẻo nè. Đó, gãy nó nằm ngoắt ngoẻo luôn, dài thường lượt, dài thòn lòn hết trơn. Chà bá, cái con mẹ cây này chắc cũng làm biến lắm. Mẹ nào mẹ không té xuống đi, nó nằm luôn trên cái dây. Thôi đi nghe, một cái cỏ khổng lồ luôn nè. Wow, một cái cỏ khổng lồ. Cái cỏ khổng lồ mọi người ơi.
ngày xưa là nó là một những cái cây khổng lồ này chứ không vừa đâu. Hay quá, cái cây này hay quá. Xin nhắc lại là đi cái đường lên sân bay, đúng rồi. Rất là nhiều đường. Đi gặp cái cây nấm này, nó khô như là gỗ á. Không biết có phải là linh chi hay không. Rồi phát hiện ra thêm ở dưới cái nấm có cái con ốc gì á. Đây nè, đó, con ốc nè. Cái vỏ nó thì bong bong mà cái thân nó đen xì như rắn. Đấy. Qua đây coi cái đầu nó coi nè, cái đầu nó nè mọi người. Đây. Đấy. Toàn quốc giải mở rộng của tỉnh rồi. Giải lớn lắm. Đây ra chỗ này đó. Đâu rồi? Không kéo đâu em. Tháo. Kéo này chắc nó nhẹ nhàng hơn. Hay quá ha. Đi vậy. Ơ, có con cá chứ ơi. Cá gì á? Cá bông. À, đã ha. Con cá nè. Ừ. Nhóc luôn. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Rồi đi đi. Đúng là cái đường này đẹp thiệt. Chị chạy khai thác năng này. Có vừa quay vừa chụp mà bị gãy nha. Hôm nay ở Cô Hường đông quá. Nhưng mà không phải là người đi
đi check-in mà đa số là người ta đi chùa. Đây, đa số người ta đi chùa.